Sau 3 năm làm việc ở bên Trung Quốc và 3 năm làm việc ở Việt Nam thì em có tích lũy được một cái lượng tài chính. Thì nên đầu tư hay làm gì để tự chủ về tài chính? Đây là một cái câu hỏi của một bạn đã hỏi mình như vậy ở trên TikTok. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn như thế này. Khi mà chúng ta chưa có một cái kiến thức về trong lĩnh vực mà chúng ta chuẩn bị làm ấy, thì việc đầu tiên nên học. Học thì có nhiều cách. Có thể là chúng ta đến một cái lớp học để chúng ta học. Ví dụ như chúng ta muốn học về kinh doanh online, chúng ta đăng ký một cái khóa học về kinh doanh online. Nhưng tất nhiên chúng ta cũng phải kiểm tra cái người dạy, cái trung tâm đó đào tạo như thế nào để chúng ta biết là nó có hiệu quả hay không. Cái thứ hai đó là chúng ta có thể học bằng cách đó là xin làm nhân viên sale của một cái công ty nào đó. Rồi sau đó bắt đầu chúng ta làm việc ở trong môi trường đó. Thì trong quá trình làm đó chúng ta cũng sẽ học được cái cách một cái công ty kinh doanh online họ vận hành và họ làm việc như thế nào. Hay là ví dụ chúng ta muốn đầu tư vào bất động sản, thì việc rất quan trọng đó là chúng ta hãy bắt đầu bằng việc đó là đi làm môi giới. Bởi vì trong quá trình chúng ta đi làm môi giới, chúng ta sẽ tiếp xúc với những cái nhà đầu tư bất động sản. Chúng ta học từ những cái người kinh doanh về bất động sản, chúng ta học hỏi được từ họ. Và lúc đó cho chúng ta có được kiến thức, kinh nghiệm cho một cái mình một cái nền tảng đủ tốt. Thì lúc đó chúng ta mới dùng cái số tiền của mình để đầu tư. Thì lúc đó nó sẽ hiệu quả và an toàn hơn. Lúc đó có thể chúng ta nghe được rất nhiều người nói rằng là gì? Để tiền như vậy là tiền chết. Với mình ấy, thì mình suy nghĩ thế này. Khi mình chưa hiểu thì ok, thà mình để như vậy. Còn hơn là đầu tư mà không có hiểu biết gì hết thì nó dẫn tới đó chúng ta mất tiền. Thì đó là cái nguyên tắc của mình, luôn luôn làm như vậy. Mình chỉ đầu tư trong những cái lĩnh vực nào mình thực sự am hiểu, cái thị trường nào mình thực sự am hiểu, để đảm bảo rằng cái việc mà mình đầu tư nó phải thành công. Cách làm đó nó có thể là nó hơi chắc chắn và nó không có rủi ro, thì đúng chính xác như vậy, và nó sẽ không đột phá thì mình cũng chấp nhận điều đó luôn. Nhưng nó giúp cho mình đó là gì? An toàn. Và nguyên tắc của mình đó là gì? An toàn trước đã. Tiền không bao giờ được để mất. Bởi vì cái đồng tiền mình kinh doanh, mình làm luôn, mình kiếm ra nó rất cực khổ, thì chúng ta không thể để mất một cách mù quáng như vậy được. Thì thà mình chậm một chút thời gian, nhưng sau đó chúng ta có tiền, chúng ta đầu tư, nó thành công, nó bền vững. Còn bây giờ chúng ta chưa hiểu biết gì, chúng ta bỏ số tiền đó ra đầu tư, mất cái thì sao? Chúng ta phải đi làm lại, chúng ta đâu còn cơ hội để kiếm lại tiền đâu ạ. Và một cái quãng đời mà chúng ta làm để kiếm tiền đó nó rất lâu, mất rất nhiều thời gian. Nên hãy bảo toàn tiền vốn đó. Một là học hỏi từ một cái khóa học, hai là chúng ta có thể đó là đi làm ở một công ty, hoặc là làm môi giới, hay làm bất kỳ một công việc ở trong lĩnh vực mà bạn muốn theo đuổi. Sau đó cái đồng tiền đó bạn đầu tư nó sẽ an toàn hơn. Còn nếu bạn khác, chúng ta có những cái quan điểm như thế nào về cái bài này? Xin chào, hẹn gặp lại.